Yo, xin chào các bạn, chào các bạn đã quay trở lại với kênh Vi Đại Thần 02. Charlotte Tower Defense vừa cho ra một bản cập nhật mới với rất là nhiều thứ thú vị. Chúng ta sẽ có một con unit mới là Titan Cloverman với tỷ lệ mở ra là 0.1%. Nó ngang bằng với lại là DJ TV Man các bạn ạ. Và lượng DPS của nó lên đến tận 50.000, cũng như bộ kỹ năng cực kỳ đặc biệt, ví dụ như là làm chậm 75%, hay là khi đánh bại những con toilet thì nó được x2 tiền. Và rất là nhiều thứ mới được cập nhật trong cái tựa game này các bạn ạ. Nghe vô cùng hấp dẫn rồi đúng không? Hôm nay tôi sẽ cố gắng đoạt bằng được cái con unit mới 0.1% cho các bạn xem. Trước khi bắt đầu video, đừng quên để cho mình một like, share và đăng ký kênh để giúp tốc độ ra video gấp nhiều lần. Cũng như nếu các bạn đang muốn tham khảo ba cái mẫu unit mới nhất thì đừng quên ghé comment để thảo luận nhé. And, còn bây giờ chúng ta cùng bắt đầu video thôi nào. Let's go. Alright, hiện tại tôi đang có mặt trong cái sảnh chờ của tựa game này các bạn. Như các bạn có thể thấy, cái map của nó đã được thay đổi và cải tiến đi rất là nhiều đúng không nào. Chúng ta sẽ không còn là những cái hiệu ứng băng tuyết của mùa đông nữa, vì đã chuyển sang mùa xuân, cho nên là admin muốn làm một cái gì đó kiểu như là nó nhiều cây hơn, nó tươi mới hơn. Và cũng như là chúng ta sẽ có một số cái cải tiến, ví dụ như là cái map camera HQ này các bạn này, nó sẽ khác so với trước đây. Hay là như cái map D-Shirt này, các bạn có thể thấy nhìn khác hoàn toàn đúng không? Nó được mở rộng lên rất là nhiều. Các bạn vô chơi trải nghiệm thử nhá. Map Toilet City hay là Palm Paradise, hình như theo tôi biết là nó vẫn giữ nguyên, nó chỉ thay đổi cái gọi là đẹp ở bên ngoài thôi. Admin cũng cải tiến thêm một số cái chỗ gọi là đẹp đẽ hơn. Chúng ta sẽ có cái khu vực Trading Plaza, các bạn nhìn thấy đẹp không? Nhìn công nghệ không? Rất là màu sắc. Cũng như là cái chỗ mà để gửi thư, nhận thư thì cũng cực kỳ đẹp luôn. Nhân tiện đây tôi cũng sẽ vào xem để xem là chỗ này đang tạm dừng không cho chúng ta xem thư và gửi thư các bạn ạ. Tôi đang tính vào xem là xem có bạn fan là gửi tôi những con unit cực kỳ xịn sò, ví dụ như là cái con Titan Cloverman 0.1% vừa mới ra cách đây vài phút. Ui, Johnson Mon là đang có cái banner của con Red Laser Cameraman luôn này các bạn này. Rồi, hợp lý. Nhưng hôm nay Red Laser Cameraman không phải là cái con mà tôi cần sở hữu, mà nó chính là cái con này các bạn ạ. Alright, như đã nói ở đầu video, chúng ta sẽ có những con unit mới. Đầu tiên chúng ta sẽ có một con unit tỷ lệ ra là 99.99%. Nó là con này nè các bạn này, Lucky Cameraman, không có gì đặc sắc. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái con Leprechaun Cameraman. Con này thì nó đánh ra những cái sắc cầu vồng, cũng như là nó có một cái dòng piercing. Các bạn biết là dòng gì không? Nó giống cái dòng con Cubit này. Đó, tức là nó xuyên thấu mục tiêu. Alright, có khi nào cái con Leprechaun Cameraman này nó sẽ thay thế được Cubit không các bạn? Để video sau tôi sẽ thử cầm nó đi Nightmare thử xem các bạn nhé. Và cuối cùng chúng ta có chùm cuối trong video ngày hôm nay, đó chính là con Titan Cloverman với tỷ lệ mở ra là 0.1%. Các bạn biết 0.1% là nó ngang bằng với lại là DJ TV Man. Mà DJ TV Man ra được một khoảng thời gian cũng khá lâu rồi, mà mới chỉ có 3.001 con trên toàn thế giới, là các bạn hiểu rồi. Để xem là đây là các bạn này, nếu mà các bạn muốn mở con đó thì các bạn hãy tới đây. Đó, nó thay thế cho cái chỗ Valentine thành cái sự kiện Thánh Patrick Event. Thì đây nó là một cái ngày lễ ở bên nước ngoài, tôi cũng không biết. Nói chung nó giống như là Giáng sinh hay kiểu như là lễ Tết vậy đó, ngày Thánh Patrick các bạn nhá. Rồi, như các bạn có thể thấy là cái con Leprechaun Cameraman này chúng ta sẽ mua bằng 100 cái gọi là clover, cái lá. Còn hai cái con Lucky Speakerman và Titan Cloverman thì phải mở mới được nha. 99.9. Má nó giỡn mặt với tao. 99.9 thì làm sao mà tôi mở ra được? Má. Còn cái con Titan Cloverman nó chỉ có 0.1%, và hiện tại đang có 128 người trên toàn thế giới sở hữu. Ui, mẹ lại là những thánh may mắn à. Ở sự kiện này thì nó khác Valentine một cái, là thay vì chúng ta được mở ra 3 con thì chỉ có 2 con thôi. Con này chúng ta phải mua này các bạn này. Cũng như là nó có thêm một cái Clover Boot. Cái này nó giống như kiểu là thay vì các bạn chơi win chế độ nào đó, nó tặng 5 cái cỏ ba lá thì các bạn sẽ được 10 kiểu như là x2 số lá của các bạn nhận được lên. Còn cái này là may mắn này, x2 may mắn cho gọi là 30 phút này. Ừ, cái này cũng giống như cái mà nó bán bình thường thôi các bạn ạ. Rồi, ở đây để mà mua cái hòm này thì chúng ta cần 250 cái clover để mua được 25 hòm. Như vậy là không phải mắc, nhưng mà cái tỷ lệ mở ra nó là khó. Khi mà các bạn mua bằng tiền thì là 2499 để được 1000 cái clover. Còn nếu như mà bạn là thuộc dạng cày chay á, ui, chua thế. Các bạn hiểu đây là gì không? Tức là nó có những chế độ easy, medium, hard và nightmare. Khi mà các bạn win chế độ easy, nó tặng cho các bạn có một lá thôi.
Và nếu win được Nightmare thì nó cũng chỉ tặng 10 lá. Mà 10 lá thì được có một thòm các bạn ạ. Vãi nổi chua vậy. Nếu mà các bạn có X2 thì Nightmare nó sẽ tặng 20 cái cỏ 3 lá nhá. Là win một trận Nightmare mới được có mở hai hòm này thôi. Quầy như vậy thì cũng khó phết. Nhưng mà bù lại thì cái chế độ Endless nó tặng khá là nhiều. Ví dụ như từ quầy 10 đến quầy 40 thì mỗi 10 quầy nó sẽ tặng bạn 3 cái cỏ 3 lá. Còn từ quầy 50 đến 80 nó sẽ tặng 5 này. Và từ quầy 90 trở đi thì nó sẽ tặng cho các bạn 10 cái cỏ 3 lá. À ok. Nói chung ở đây là cái sự kiện chỉ dành cho những tay to, những chứa hình đặc tuyển. Giống như là bí đoại thần, bí đoại thần. Chứ còn những người cày chay thì tôi nghĩ là event hơi khoai cho các bạn một tí đấy. Bởi vì đi Nightmare mà lên tới 90 thì không phải là ai cũng có thể đi được. Trình thì không phải nói rồi, nhưng mà cái đội hình của các bạn phải có hai bờ Red Titan Speakerman hay là DJ TV Man thì mới đi nổi cơ. Ôi, nói chung là khoai đấy. Bây giờ không liên toan thuyên nữa thì tôi sẽ thử trải nghiệm mở cho các bạn xem thử nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ mua trước 10.000 cái lover để mở này. Xem là có mở được không mé. Ok, 1.000 cỏ ba lá thì chúng ta sẽ mua được khoảng 100 hòm. Được khá là nhiều, nhưng mà bởi vì cái tỷ lệ có 0.1% mà. Đợt trước cái event Valentine thì nó có một con cuối cùng là con Healer TV Goldman, nó 0.5% cơ. Còn con này nó 0.1, cho nên là giá của nó rẻ đi rất là nhiều. Các bạn nhìn cái hòm của nó đẹp không? Ui, trải nghiệm nào các bạn ơi. Chúng ta sẽ mở 10 hòm một lúc nhá. Bam. Alright. Ừ. Mà chúng ta được 10 con Lucky Speakerman với 99.9% tỷ lệ mở ra. Ai gu tôi nghĩ là hơi chua đấy. Mở một lúc 30 hòm luôn nào. Bí Huỳnh ơi, các bạn hãy đăng ký kênh và like cho Bí Huỳnh đi, để tôi là một trong những người đầu tiên trên thế giới có thể sở hữu được cái con Titan Cloverman các bạn nhá. Vẫn chưa ra. 10 hòm tiếp theo. 10 hòm tiếp theo nữa nè. Rồi luôn, vẫn không ra cái gì các bạn ạ. Ai gu gần hết 100 hòm luôn này nè. 20 hòm tiếp theo. Healer Titan Cloverman, please, hãy give cho tao. Toàn là Lucky Speakerman thôi. Trời ơi, đã đủ chả nhẽ phải tiêu cả 100.000 Robux để có thể sở hữu được con Titan Cloverman Mythical Dam AoE này sao? À, 10 hòm nữa nè. 10 hòm nữa nè. Rồi hết luôn rồi các bạn ơi. Chúng ta hết 100 hòm rồi đấy. Cố lên. Again. Chưa bao giờ anh Bi Đại Thần may mắn với lại cái tựa game Toilet Tower Defense này. Đặc biệt hơn, chưa bao giờ mà tôi mở hòm may mắn. Mà đéo mày còn thở là còn gỡ. Mua tiếp 100 hòm nữa nào. Ừ, sẵn tiện mua luôn 100 hòm luôn là 200 hòm nữa. Tôi mở 300 hòm mà nó không ra thì hơi giận nha. 300 hòm mà nó không ra hơi nóng trong người nha. Ok, tiếp tục cái chuyên mục mở hòm nào. 10 hòm. Kinh nghiệm của tôi nó cũng đã có một cái gì đó sâu, gọi là rất là nhiều lần đen đủi. Thì kinh nghiệm của tôi là mở liên tục 40-50 hòm một lúc các bạn ạ. Nó sẽ đâu đó lên lỏi vào cái tỷ lệ là 0.1% cho tôi. Nãy giờ mình quên là chưa búp cái khai may mắn nhở. Nó không có tác dụng trong khi mà chúng ta mở hòm, nhưng mà nó là một cái gì đó gọi là tâm linh. Ok, sử dụng X2 coin và X2 boost này. Alright, sử dụng X2 coin và X2 may mắn rồi đó. Rồi, bum. Give cho tao. Hãy give cho tao đi nào. 0.1%, where are you now? Vẫn đéo ra, vẫn là Lucky Speakerman again. Titan Cloverman ơi. Please, please, give me something good. Give me something good. Give me. Má nó chùa ác. Má em Hùng Akira cũng mở con DJ TV Man 0.1%, 200.000 Robux chưa ra các bạn ạ. Chắc tôi phải mở lên con số là hàng vài chục thì may ra mới ra được cái con đó các bạn nhá. Ok, cố lên nào. Titan Cloverman. Má, xui ác luôn á. 10 hòm cuối cùng. Ai à, còn thở là còn gỡ. Dừng lại là thất bại các bạn nhá. Tôi phải mở cho bằng được. Không mở được ra con Titan Cloverman. Đéo ngủ luôn. Ok chưa, xanh chín với các bạn luôn. Tiếp tục là 200 hòn Thánh Ba Trích Day 2024. Nãy giờ đâu đó chắc là khoảng 10.000 RB rồi các bạn nhá. Tôi cống hiến thế này mà các bạn không để cho tôi một like, một đăng ký kênh thì hơi bị phí đấy. Chắc chắn là 99.9% người đang xem video không nhấn like và đăng ký kênh.
cho nên là tôi mới đèn thế này được thôi. Các bạn hãy tiếp sức cho tôi bằng cách đập nát nút like và đăng ký kênh để gia tăng cái tỷ lệ từ 0.1% của cái con Titan Cloverman này thành 1/10% đi các bạn. Cố lên, cố lên nào, toàn là Lucky Speakerman không vậy, đù mé. Tao đâu có nhu cầu muốn sưu tầm nhiều đồ thế này đâu. Ai gù, đéo ra nữa kìa. Mẹ suối điên. Chúng ta đang có rất là nhiều cái rương vàng, nhưng mà không biết đây là vàng chìm hay vàng nổi đây các bạn ơi. Hy vọng nó là vàng chìm. Ừ, thấy nổi bồng bềnh luôn rồi đó. Rồi, toàn Lucky Speakerman. Anh Talonric ơi, anh Admin ơi, mẹ cho em một con đi mà. Em muốn làm video trải nghiệm cho các bạn xem thôi. Hết mợ 200 hòm rồi vẫn đéo ra. Tao cần cái con màu xanh xanh, cái tivi này cơ mà. Trời ơi. Đù mé. Cay thiệt chứ. Rồi, chúng ta phải đổi sang server cộng đồng một tí các bạn ơi. Phải đổi vận may thôi, không thể nào trốn chui chốt lủi trong cái server VIP được. Ra đây. Các bạn ơi, búp lắc cho tôi đi các bạn ơi. Búp lắc cho tôi đi. Ngân hàng sẽ bắt đầu gọi cho tôi liên tục từ sáng mai đến tối mai các bạn ạ. Thề luôn. Quá đau ví rồi. Cái số ngày còn lại trong tháng chắc chắn là phải ăn mì gói, chứ không thể nào mà ăn bún ăn phở được rồi này. Rồi luôn, toàn Lucky Speakerman thôi. Một con thôi mà. Trời ơi, mẹ khó thế sao. Hiện tại trong game mà chúng ta đang có 181 người có, thì hãy cho tôi là một người thứ 182 đi. Em đã nạp tiền đủ rồi mà anh theo đàn Rick ơi. Mà rồi luôn. Lại không hề có một con nào các bạn ạ. Oh my god. Chúng ta được một đống con Lucky Speakerman. Ở đây chúng ta không hề có một con Titan Cloverman nào. Các bạn ơi, không có một từ ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc đau đớn của tôi lúc này. Mỗi lần ra một update mới là mỗi lần Bi Huỳnh hào hứng mở những gọi là cái hộp mới. Và nó lại là mỗi lần mà Bi Huỳnh cảm giác như là thất vọng tràn trề. Cảm giác hụt hẫng. Cảm giác ăn mì gói, cảm giác sống khổ như con chó. Làm nền cho thằng nhân vật phụ. Chính xác nó là Bi Huỳnh các bạn ạ. Má nó. Tóc của tôi đầu video nó giống như là chúng ta gọi là gội dâu, những dầu gội kiểu sân siêu. Cuối video nó giống như là thằng Goku Super Saiyan, kiểu nó bù xù các bạn thấy không? Nếu mà có tự game có thể khiến người ta thay đổi thì chắc chắn đó là tự game Toilet Tower Defense. Ok, chúng ta tiếp tục mở lại các bạn nhé. Tôi vừa mới nạp thêm một ít gọi là toàn bộ số mì gói từ giờ đến cuối tháng của tôi. Là từ giờ đến hết tháng này là tôi trở thành người kiểu như là bất tử luôn. Tôi không ăn không uống các bạn nhé. Tất cả số money còn lại của tôi đang dành cho những hòm cuối cùng. Hy vọng là sẽ được với cái tỷ lệ 0.1%. Thì nếu như theo gọi là toán học thì các bạn sẽ mở đâu đó là 1000 hòm thì nó sẽ chắc chắn ra một con. Nãy giờ tôi mở chắc có phải là 500-600 hòm rồi hay sao ấy. Nói chung là nhiều lắm các bạn ơi. Mấy chục nghìn RB rồi. Trời ơi vẫn chưa ra này. Ai gu. Trời ơi cứu tôi. Ra rồi. Các bạn ơi. Ra rồi các bạn ơi. Let's go. Let's go. Hold up. Clover. Oh. Đây không phải là một giấc mơ. It's real. Calm down, bình tĩnh lại các bạn nhé. Tôi là một trong số ít những người đầu tiên trong thế giới Toilet Tower Defense 6 Titan Cloverman. Một con mythical mới nhất trong tựa game này. Nó có một cái sát thương AOE. Dam của nó là 1500 trên cấp độ đầu tiên. Và khi nâng mắc là 10.000 dam. Và DPS trong vòng 1 giây của nó là 50.000. Theo thời điểm hiện tại chỉ có 246 người trên toàn thế giới sở hữu. Và tôi là người thứ 246 các bạn nhé. Sau một khoảng thời gian mở hòm không bỏ cuộc, no pain no gain, thì cuối cùng Talon Rick Admin đã đền đáp lại cho tôi một con Titan Cloverman. Tổng số tiền mà tôi đầu tư để mở được con này thì tôi không muốn nhắc tới, bởi vì mỗi lần nhắc tới chắc chắn tôi sẽ đau. Các bạn đừng hỏi. Thằng Hứa nào mà hỏi là tôi mà sẵn sàng BK 500 hiệp với nó ngay trong hôm nay. Right now. Bây giờ không liên thoan thêm nữa, chúng ta hãy cùng vào game test luôn con Titan Cloverman tại chế độ
Nightmare các bạn nhá. Yes sir. Ok các bạn ơi, hiện tại tôi đang có mặt trong map camera HQ. Nhìn nó mới lạ quá, tôi nhận không ra luôn các bạn ạ. Hồi trước thì ở đây nó có cái cột, còn bây giờ nó bỏ đi rồi này. Nói chung là những cái map được làm lại của tựa game này thì tôi thấy đẹp hơn hẳn các bạn ạ. Và để mà test cái con Titan Cloverman thì tôi quyết định là mang theo bộ 3 của cái sự kiện lần này luôn các bạn nhá. Chúng ta sẽ có Titan Cloverman, chúng ta sẽ có Lucky Speakerman và cái con Ripley Chow Cameraman luôn. Bộ 3 con trong sự kiện mới lần này. Nói thật thì cái map Camera HQ này tôi chơi không nhiều, đâm ra là có hơi gà, các bạn thông cảm nhá. Cái con Lucky Speakerman này thì nó có một cái lượng đam AOE luôn, hay lắm nha. Trong cái sự kiện này có 3 con unit mới thì cả 3 con đều kiểu như là AOE. Đầu tiên là cái con Lucky Speakerman này, nó sẽ đánh là những cái sóng nhạc này các bạn này. Đó. Tiếp theo là chúng ta có một cái con Leprechaun Cameraman. Thì con này nó không đam AOE nhưng mà nó có một cái dòng đam giống như là con Cubit đó các bạn. Tức là bắn xuyên mục tiêu. Các bạn sẽ đặt nó ở đây và nó sẽ bắn xuyên 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 xuyên. Đó. Ok, ở wave thứ 5 thì chúng ta sẽ nâng cấp con Lucky Speakerman này lên level 2 các bạn nhá. Các bạn hãy nhìn điều đặc biệt là gì không? Là toàn bộ những con unit trong cái sự kiện lần này. Ê từ từ để tôi đặt cái con này ra các bạn nhá. Ok. Các bạn nhìn kìa. Trời ơi, mạnh vậy. Cái con này nó bắn ra những cái tia laser gọi là bảy sắc cầu vồng các bạn ạ. Và nó xuyên thấu mục tiêu, các bạn thấy không? Cái tầm hoạt động của nó xuyên hẳn về sau luôn nè. Nó giống như cái cách hoạt động của cái con Cubit Camera Woman ấy. Các bạn hình dung con Cubit Camera Woman ra sao thì con này nó sẽ y chang. Nhưng mà cái đam nó to hơn và cái tầm của nó cũng gọi là khủng khiếp hơn các bạn ạ. Oh my god. Damn. Tôi không biết đọc tên con này như nào, các bạn nào biết phát âm đúng thì comment xuống bên dưới nhá. Để mà nâng cấp con này level 2 chúng ta sẽ cần 1777 tiền. Các bạn biết tại sao là những cái con unit mới này nó đều liên quan đến số 7 không? Là bởi vì cái sự kiện là ngày Thánh Patrick này á, là nó là vào ngày 17 tháng 3, cho nên là admin muốn gọi là đặt tất cả những cái gì đó liên quan đến số 7 cho những cái con unit mới. Ví dụ như là nâng cấp lên là từ 1777 lên 2777 nè, hay là cái con Titan Cloverman là 1777 nè. Nó là có lý do liên quan cho tới cái sự kiện này chứ không phải đặc sàm đâu các bạn nhá. Rồi lo nói chuyện quá, chúng ta hãy cùng nâng cấp Santa TV Man lên nào. Uầy, tôi bị thích con này rồi đấy. Nó bắn ra cái tầm xa thật sự luôn ấy. Khi mà đặt level max thì cái range, cái tầm của nó là 55. 55 là nó bằng với cái tầm của những con ví dụ như là hình như là Ogotly luôn hay sao ấy. Tức là những cái con Titan thì nó mới có cái tầm 55 thôi. Còn những cái con Legendary thế này thì tôi chưa thấy một con nào có cái tầm 55. Các bạn nào biết thì comment xuống dưới nhá, xem tôi có nói sai hay không. Nhưng mà cái tầm 55 là một cái tầm cực kỳ khủng luôn các bạn ạ. Hơi bị kinh đấy. Đó, mới level 2 thôi mà các bạn thấy tầm vi hoạt động của nó không? Tầm hoạt động của nó ở đây, nhưng mà nó có thể bắn xuyên ra tận bên này luôn. Kinh thật sự luôn. Đấy các bạn nhìn này. Đấy. À, như vậy là sao các bạn? Như vậy là một mình con này có thể solo được Nightmare rất là dễ dàng. Thậm chí nó còn dễ hơn cả con Cubit Camera Woman luôn. Tin chắc với các bạn điều đấy luôn các bạn ạ. Bây giờ tôi sẽ gặp cho các bạn con trùng cuối Titan Cloverman ngay tại đây các bạn nhá. Từ từ để bán cái con này đi. Ok, đặt luôn cái con gọi là Titan Cloverman tại đây các bạn ơi. Ui, nó ném ra một cái hộp màu vàng này các bạn này. Thì theo như tôi được biết ấy, thì cái con Titan Cloverman này ấy, nó sẽ ném tổng cộng ra được là 4 cái con hộp màu vàng. Ây, nó ném hộp màu vàng đây là nó nhốt thật ta. Cái hộp màu vàng này là nó giống như là cái con khiên đó các bạn. Tức là đặt lên thì những con toilet nó đâm vào thì cái block vàng này nó sẽ kiểu như là nó sẽ mất máu, nhưng mà bọn toilet nó sẽ không thể xuyên thủng qua được. Uầy, các bạn nhìn nó đặt kia. Damn. Cái sự kiện mới này làm tôi bất ngờ thật sự luôn ấy. Ok, cùng up level 3 này các bạn nhé. Nó đặt bực 4 cái gọi là Lucky Block màu vàng này các bạn này. Và con này nó có tổng cộng là 4 cái hòm khác nhau nha các bạn nhé. Chúng ta sẽ có ví dụ như là màu vàng là sẽ có tỷ lệ 75%. Đấy các bạn thấy không, đặt rất nhiều, 75%. Và nó còn một cái hòm nữa là cái hòm màu đỏ 20%, một cái hòm màu xanh lục là 9%, và cái hòm mạnh nhất của nó là cái hòm màu đen là 1% các bạn nhá. Ví dụ như là cái hòm màu đen này thì nó sẽ không phải là cái block đặt ra thế này, cái hòm màu đen thì nó sẽ làm chậm là 75%. Ui, nhưng mà hình như là những cấp độ này nó sẽ chưa ra, tôi sẽ cố gắng nâng cấp level 4 này xem sao. Trời ơi, tôi bất ngờ với lại những cái con unit trong cái sự kiện mới này quá à, các bạn ơi. Nó bắn ra một cái tia laser ở ngực. Đây, cái hòm màu đen này các bạn này, nó có tên là Fortifuel Lucky Block. Và khi hình như là những con toilet nó chạm vào ấy thì nó sẽ bị slow tận 75%. Một cái lượng slow tôi nghĩ là mắc binh nhất trong cái tựa game Toilet Defense này rồi. Trời ơi, bất ngờ ghê luôn á.
Cả ba con này tôi thấy đều rất mạnh. Ngay cả cái con Lucky Speakerman, các bạn dép đầu game cũng cực kỳ tốt luôn. Ui, nếu như mà như vậy thì làm gì có con toilet nào nó có thể xuyên thủng qua được từng này những cái khối block ta. Tại vì nhá, những cái khối block này ấy, nó tới tận là 720.000 máu lận các bạn ạ. Vãi nồi. Đây này, chúng ta được thấy một cái lock màu xanh này này. Cái lock màu xanh này thì nó có tỷ lệ là 9% sẽ ra các bạn nhá. Theo tôi được biết là khi mà cái con toilet nó bị hy sinh, khi mà vào đâm vào cái này á, thì chúng ta sẽ nhận được x2 tiền. Đó, tức là bình thường ví dụ con toilet này khi mà chúng ta hạ nó, tôi ví dụ là được 100 tiền đi, thì nếu mà nó đâm vào cái hòm màu xanh này á, nó sẽ được 200 tiền. Đó, các bạn hình dung đơn giản là như vậy. Ui, mạnh thật sự ạ. Chúng ta cùng nâng cấp lên level 5 các bạn nhá. Bam. Nó có một cái vòng màu vàng để đặt thòm này, một cái vòng màu đỏ để bắn tia laser, và một cái vòng màu xanh thì tôi chưa biết là gì. Ê, nó đặt một cái hòm màu đỏ này các bạn này. Hòm màu đỏ là một cái hòm kiểu như là tấn công Strong Lucky Block này các bạn. Oh, right. Trời ơi, tôi kiểu mà đúng là không uổng tôi bỏ rất là nhiều tiền để có thể sở hữu được cái con Titan Cloverman này các bạn ạ. Đây chắc chắn là một trong những con unit cực kỳ hot trong cái thị trường trading sắp tới. Thề đảm bảo với các bạn luôn, nếu các bạn tìm được một cái deal nào rẻ trên trading, các bạn hãy sở hữu ngay đi, không lỗ đâu mà lo. Ok, chúng ta lên cấp 6 với 17.000 tiền. Lúc này cái tâm của nó là lên tới tận gọi là 55. Đam 10.000, countdown là 0.2%. Nếu như mà các bạn đặt cái con DJ TV Man, nó được giảm 25% gọi là hồi chiêu và tăng 25% sát thương nữa, thì tôi nghĩ là nó còn DNLED, tôi chắc chắn đấy các bạn. Không hề kém cạnh một con nào đâu. Tại vì sao tôi nói DNLED dễ các bạn nhá? Bởi vì nếu mà nó cứ đặt thế này này, thì các bạn sẽ tránh được những cái way nguy hiểm. Có những cái con unit nó tốc độ nhanh, nó đâm vào thì nó sẽ đâm vào cái block này trước, các bạn sẽ thủ rất là tốt. Ok đấy, ở video sau chắc là tôi sẽ thử cầm cái con này đi chế độ endless thử xem sao các bạn nhé. Tôi nghĩ nó sẽ là một trong những con đi endless tốt nhất luôn đấy. Nếu không muốn nói là tốt hơn cả những con ví dụ như là Old Godly hay là Hyper Speakerman, bởi vì dam nó còn bị hơi ít. Công nhận một điều là dam nó chỉ có 50.000 thôi các bạn ạ. Nhưng nó đặt ra được tận những cái khối block này, vừa để chặn những con unit vừa để chặn dam nữa. Kinh khủng thật sự. Rồi, chúng ta cùng quay trở lại nâng cấp cái con này lên level 4 các bạn nhá. Ở level 4 thì chúng ta có một cái sát thương là 4.000, tầm 55. Nó ngang bằng với lại là con Titan Cloverman. Các bạn nhìn nó bắn này, nó bắn xuyên tới tận con mợ chỗ này luôn. Gọi là xuyên bản đồ luôn ấy. Thấy kinh khủng không các bạn? Trời ơi, tầm 55 với một cái con mà kiểu như là Legendary là gần như các bạn sẽ không tìm được con thứ hai. Tôi nghĩ là vậy nhá. Nếu mà các bạn tìm được thì các bạn comment xuống dưới xem con nào. Rồi, chúng ta hãy cùng đặt tiếp thêm một cái con gọi là Titan Cloverman ngay tại cái vị trí này. Ok, và nâng cấp lên nhá các bạn nhá. Nâng cấp lên. Ê, hey, các bạn ơi, đây nó có một cái dòng gọi là 10% rank, nó tăng tầm lên 60.5 này các bạn. Nhưng mà tôi đâu có một con buff nào đâu. Hay là khi mà chúng ta đặt gần cái con này thì nó sẽ tăng cho các bạn thêm 10 tầm nữa, là 60.5 tầm ư? Đúng, đúng. Ui, mẹ thế thì vãi thế nhờ. Bằng chứng là các bạn thấy con này nó đâu có tăng đâu, mà con này nó lại tăng 10% rank này, 10% tầm này. Nếu vậy thì đây là một cái bộ combo để kết hợp các bạn nhé. Chắc chắn với các bạn luôn. Cái khối block này nó giống như là một cái bước tường thành vững chãi vậy các bạn ạ. Ok, đặt tiếp thêm một con nữa ở đây nhá. Xem là nó có được gọi là cộng thêm 10% rank không nha. Rồi, đặt thêm này. Ui, nó vẫn được 10% rank. Như vậy là khi mà các bạn đặt cái con Titan Cloverman này gần cạnh cái con gọi là Legendary này, thì các bạn sẽ được tăng thêm 10% cái tầm tấn công nữa. Lúc này các bạn nhìn cái tầm đi, nó lên tới tận 60.5. Hình như là cao nhất trong tựa game Toilet Tower Defense đúng không ta? Ừ, cao nhất thì phải các bạn ạ. Vãi cả nồi thật, kinh khủng thế. Rồi, chúng ta liên miên hơi nhiều rồi. Hãy cùng đặt tiếp những con gọi là ở đây các bạn nhé. Do tôi ngồi tôi trải nghiệm cho nên là đi cái chế độ endless này nó có vẻ là hơi lâu một tí so với thông thường, mong rằng các bạn thông cảm nhá. Bởi vì tôi đang muốn review cho các bạn tất cả những cái tính năng, những cái chiêu thức và những cái gọi là buff độc quyền của nó. Cho nên là các bạn biết được điều rằng là đứng gần cái con này thì chúng ta sẽ được thêm 10% tầm tấn công nữa. Không thể nào xuyên thủng được luôn, nó toàn đâm vào những khối block của con Titan Clover không à. Đặt ra, trời ơi, cái này các bạn cầm mang đi endless là chùm luôn. Vua. Nếu có con nào có thể vượt qua đấy trơn á. Các bạn hình dung nhá, DNS thứ nhất, các bạn cầm theo cái con này để nó tăng 10% tầm, là nó đã bắn xa vãi nồi rồi.
và cộng thêm là nó cứ spam những cái hòm gọi là mini lucky block để tăng tiền nhiều hơn nè, rồi những cái hòm may mắn này, xong rồi có những cái hòm sức mạnh này, xong rồi nó còn có một cái hòm màu đen thế này để gọi là slow 75%. Thì tôi cam đoan với các bạn chế độ endless sắp tới nó sẽ không dừng lại ở những cái wave 110+ đâu. Nhờ có con này tôi nghĩ là nó sẽ lên tới khoảng 130+ luôn ấy. Quá mạnh các bạn ạ. Đam thì không ấn tượng đâu nha, các bạn cầm phải cầm theo thêm cả DJ TV Man để bấp thêm 25% đam, bởi vì cái đam của nó chỉ có 50.000 thôi, thấp hơn ví dụ như là những cái con Hyper UTS hay là con Ogotly, nhưng mà bù lại của nó thì nó đép cực tốt. Các bạn thấy chưa? Đây là một con đép cực tốt luôn. Wave 44 chúng ta auto skip từ đầu đến cuối không vấn đề gì cả. Đặt tiếp thêm một con ngay tại vị trí này, chúng ta nâng cấp lên luôn. Nó có tổng cộng là 6 cấp độ tất cả các bạn nhé. Quá đã rồi các bạn ơi. Admin Salonric ra cái con này phê quá phê luôn á. Chơi đã quá trời đã luôn rồi. Con yêu thích sắp tới của tôi không phải là Hyper Upgrade Titan Speakerman nữa, mà chắc chắn nó sẽ là Titan Cloverman. Và cái con gọi là Rebrickshaw Cameraman này. Dạ, không biết đọc đúng hay không. Dẹp qua một bên đi. Nếu video này đạt khoảng tầm 3.000 like thì tôi sẽ đi thử cái combo với con Titan Cloverman vô chế độ Endless cho các bạn xem nhá. Like mạnh tay các bạn ơi. Tôi nghĩ là vô Endless thì nó sẽ làm bố ở trong đấy đấy. Chứ tầm Nightmare này là không có cửa với nó rồi. Nightmare này không ăn thua rồi các bạn ạ. Các bạn nhìn tất cả những khối block đặt ra đi và áp dụng vô trong Endless thì nó sẽ như thế nào. Nói vậy thôi là các bạn hình dung ra rồi. Chưa chơi nữa thôi đã thấy bá đạo vô cùng rồi đúng không? Rồi, chúng ta có con boss Giant Smoke Toilet với 2,5 triệu máu. Đặt tiếp thêm một con Titan Clover tại vị trí này. Các bạn nhìn đi, con boss Giant Smoke Toilet này. Một con boss này mà nó đâm vào này. Nó đâm vào, nó sẽ mất máu, các bạn thấy chưa? Ví dụ như cái hòm màu đỏ, cái con boss hay là một con toilet nào đó, nó sẽ mất 300.000 máu. Kinh khủng không các bạn? Rồi, chúng ta đã hoàn thành map Cameraman HQ với 17 phút. Không phải là một cái thời gian tối ưu, bởi vì như tôi đã nói, tôi muốn vừa chơi vừa trải nghiệm cho các bạn xem. Và Win Nightmare này thì tôi sẽ được 10 cái clover các bạn nhé, 10 cái cỏ này. Chúng ta sẽ không được hơn đâu, trừ khi các bạn đi Endless thì nó sẽ tặng cho các bạn nhiều cái lá clover hơn. Còn đi Nightmare thì mắc binh nhất là 10 lá rồi các bạn này. Đấy, mắc binh nhất là 10 lá rồi. Chế độ khó là 5, medium là 2. Và vừa rồi thì tôi đã trải nghiệm cho các bạn xem tất tần tật mọi thứ, từ mở hòm cho đến là những map mới, ví dụ như là Cameraman HQ. Video sau thì tôi sẽ test luôn cái chế độ research các kiểu cho các bạn xem luôn nhá. Còn bây giờ thì có lẽ là video này cũng xin phép được kết thúc tại đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nói chung là sở hữu con này tốn tiền, nhưng tôi thấy nó xứng đáng, rất là ok. Peace.